Chiều tối ngày 16 tháng 10, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2023-2024 với nhiều khao khát hướng đến thành tích tốt nhất tại V-League. Tham dự buổi lễ, ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định phát biểu: "Chúng tôi kỳ vọng, mong muốn Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định sẽ thi đấu hết mình để đáp ứng mong mỏi của khán giả nhà trong nhiều năm qua. Năm nay, hy vọng bóng đá Nam Định sẽ có sự chuyển mình, đạt được những thắng lợi. Chuẩn bị cho mùa giải V-League 2023-2024, đội bóng Thành Nam nhanh chóng tiến hành cải tổ lực lượng trên quy mô lớn bằng việc công bố những hợp đồng bom tấn mang tên Laverson, Trần Văn Công, Nguyễn Văn Toàn hay tài năng Lý Công Hoàng Anh." Chia sẻ với giới truyền thông, Laverson cho biết: "Như các bạn đã thấy, chúng tôi đã tỏ ra tham vọng như thế nào ở mùa giải năm nay. Đội chúng tôi có thêm nhiều tân binh và tự tin đối với chức vô địch." Tiền đạo Laverson chính là chủ nhân của danh hiệu vua phá lưới V-League 2023 với 16 bàn thắng. Còn Nguyễn Văn Toàn, cựu tiền đạo Hoàng Gia Lai, vừa trải qua gần một năm thi đấu thành công tại câu lạc bộ Seoul Elan, Hàn Quốc. Anh được đánh giá là một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Coi một chút thì nó ghen tị ạ. Thì thật sự thì em nghĩ là hội cổ động viên của Nam Định là một trong những hội cổ động viên rất là cuồng nhiệt tại Việt Nam. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ đến sân ủng hộ câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định cũng như ủng hộ cả đội có thể thi đấu tốt hơn, và em sẽ lấy hội cổ động viên Nam Định làm cái động lực cho em thi đấu để khi mà em nhìn thấy khán đài em có thể thi đấu một cách mạnh mẽ hơn trong những đợt tiếp theo. Văn Toàn và Laverson hứa hẹn sẽ cùng Henrio Da Silva tạo nên những hàng công bùng nổ nhất. Bước vào mùa giải mới, ban huấn luyện và các cầu thủ Nam Định đang thể hiện một thái độ cầu thị, tinh thần nhiệt huyết, quyết tâm cống hiến cho người hâm mộ những gì tốt nhất. Tất nhiên khi em đã chọn về Thép Xanh Nam Định thì mục tiêu của em là muốn đạt được những danh hiệu, tại vì em cũng muốn được trước khi mình nghỉ thi đấu thì mình đã có những cái danh hiệu, có những cái giải thưởng để áo câu lạc bộ Nam Định. Tất nhiên là mục tiêu của chúng tôi là hướng đến danh hiệu vô địch. Thực sự cổ động viên Nam Định cuồng nhiệt nhất Việt Nam. Hy vọng tất cả mọi người sẽ lên sân ủng hộ toàn đội và để đội có tinh thần thi đấu tốt hơn. Các cầu thủ sẽ lấy hình ảnh khán giả trên khán đài trên trường để làm động lực thi đấu, cố gắng mạnh mẽ. Tiền đạo Văn Toàn chia sẻ. Dưới thời cầm quân của huấn luyện viên Vũ Hùng Việt, câu lạc bộ Nam Định đang dần định hình được lối chơi từ một đội bóng phòng ngự phản công. Đến nay, đội bóng Thành Nam đã có trong tay những tân binh chất lượng với khả năng kiểm soát bóng tốt và sẵn sàng tấn công dồn ép đối thủ. Huấn luyện viên Vũ Hùng Việt khẳng định: "Năm nay chúng tôi đưa về 10 cầu thủ. Đây là những cầu thủ chất lượng giúp đội hình của chúng tôi dày hơn. Mỗi vị trí đều có 2-3 người. Tôi ưng ý với lực lượng của đội ở mùa giải năm nay." Hình ảnh sân Thiên Trường được nấp đầy chỗ trống chính là nguồn động lực lớn nhất tiếp lửa cho toàn đội. Thăng trầm là phần không thể tách rời của đội bóng đá. Với những thay đổi ở mùa giải bóng mới, chắc chắn người hâm mộ Thành Nam sẽ luôn sát cánh cùng các cầu thủ để hướng tới
giải đấu, đua tới một giải đấu thành công. Ba trận đầu tiên khởi đầu mùa giải toàn thắng, đội bóng Thép Xanh Nam Định đứng đầu bảng xếp hạng. Hành quân tới sân Hà Tĩnh vào chủ nhật ngày 3 tháng 12, Thép Xanh Nam Định hướng tới mục tiêu 3 điểm để nối dài mạch toàn thắng và dẫn đầu bảng xếp hạng. Một điều rất vui là đội cổ động viên Nam Định đã tổ chức tiếp lửa đường xa cho đội Thép Xanh Nam Định với một con số kỷ lục chưa từng thấy từ trước tới nay. Với một trận đấu trên sân khách, dự kiến sẽ có khoảng 20 xe 45 chỗ xuất phát từ thành phố Nam Định đến về Hà Tĩnh để tiếp lửa cho đội bóng. Hy vọng đội bóng Thép Xanh Nam Định sẽ giành chiến thắng để không phụ lòng người hâm mộ bóng đá Nam Định. Với một sứ mệnh lịch sử, đội bóng Thép Xanh Nam Định sẽ quyết tâm hướng tới mục tiêu cao nhất là chức vô địch V-League năm 2024 để nhằm chào mừng 80 năm thành lập tỉnh Nam Định.